Ok anh em, hôm nay em lên cho anh em một cái con Zero bánh 6 bánh 3 cầu, động cơ 2 máy dầu, có ben, bể lái, bể mình nha anh em nha, lái qua lăng đó. Con này thì 3 cầu chạy thì bao khỏe rồi anh em. Ok, chào anh chị nhé. Nãy đang quay thì nó mưa, cha nó lỡ trần rồi anh chị ơi. Ngắt video thì giờ thôi lỡ rồi, quay cho nó xong video luôn nha. Con này thì em dọn cũng lâu rồi, nhưng mà vì tình hình cái tháng vừa rồi mình bán buôn nó cũng chậm, nên là em cũng không muốn lên video anh chị. Đợi tới giờ thì cuối tháng rồi, lên video bán tri ân cho bà con mua ngày hôm nay và ngày mai đầu tháng, giá rất là tốt. Đó thì con này là 3 cầu 6 bánh nha anh chị nha, 3 cầu 6 bánh đây đó, 3 cầu 6 bánh nha. Nước sơn sườn là nước sơn rin nha anh chị, 6 cái vỏ rin đó, 6 cái vỏ rin luôn nha, mâm sơn rin luôn. Con này chỉ có cái thùng là em sơn lại thôi nha anh chị nha, thùng là sơn lại là cái nắp này đó, còn ngò ra là nước sơn rin đó, đầu này sườn bọng mà rin hết đây, lớp đây đó, lớp lớp sau là chạy lớp 20 × 10 − 10, lớp trước là chạy lớp 23 × 900 − 12 đó. Con này thì gầm trước rất là cao nha anh chị nha, anh chị xem này, gầm này đó, gầm cao lắm nha, con này gầm là siêu cao á, cao lắm luôn á. Mở led lên cho anh chị xem đó, hộp số khô ráo sạch sẽ nha, nước sơn màu xám lông chuột, màu xám quân đội, còn rin luôn đó, rin luôn nha, chưa có bung sửa chữa hộp số gì hết á. Nè khung sườn nè, rin hết thấy không, rồi nó tay chưa xì sọt, chỉ sơn lại cái thùng và cái nắp đầu thôi. Con này chạy động cơ máy dầu nha anh chị nha, đây SH2SHS75, con này 12 ngựa nha anh chị, máy dầu rin theo xe, động cơ hai máy. Con này bể mình ha, khi anh chị qua đòi gì ổ gà này nọ thì nó sẽ lắc léo cái sườn cho mình, thì nó khá là ok, nó không bị dặn sườn ha. Lái qua lăng bể mình chạy rất là ok ha, tại vì những con này thì anh chị có thể chạy đồi núi, đường lầy lội, dốc đá thì rất là tuyệt vời, tại vì nó bỉa mình và lái qua lăng thì nó rất là dễ chạy nha. Đó, rất là dễ chạy, không phải như những cái dòng 8 bánh là anh chị phải bỉa lái bằng cái cần chuyển hướng thì nó rất là khó chạy hơn, anh chị phải chạy đường trường, còn đường lầy lội, đường dốc đồi này nọ thì nó rất là khó chạy nha. Đó, con này thì chạy quá là ok, 6 cái vỏ rin rất là ok luôn ha. Thùng con này thì ngang nó tầm 1m1, 1m2 chị, dài tầm 1m7, 1m8 đó, thùng khá là to ha. Chị giờ chị muốn chở nhiều thì mình bê thùng lên, bê lên tới đó luôn thì mình chở ha. Xe này thì mình thay cái ghế mới, cái bình mới đó vậy thôi, còn đồng hồ này, đồng hồ còn hoạt động luôn ha, chạy 436 giờ, đồng hồ này là còn chạy luôn nha anh chị nha, 436 giờ. Giang Ma 3 cầu 6 bánh bể mình máy dầu. Con này giá bán tại cửa hàng là 79 triệu nha anh chị nha, 79 triệu giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá này thì rất là tốt cho anh chị vào cái dịp cuối tháng này rồi. Đó, em bán giá này thì quá là nói chung hợp lý rồi. Nên anh chị nào quan tâm thì liên hệ mua nhé. Vì những con này giá này thì nó chỉ bằng cái mấy cái con hai cầu máy dầu có ben đồ này nọ thôi anh chị. Những con hai cầu mà nhìn nó được tí thì giá nó đã 7 mấy 6 mấy rồi. Nói chung mà 3 cầu mà máy dầu bể mình lái qua lăng mà trên lệch chỉ có vài triệu thì anh chị mua con này chạy quá là đỉnh luôn chị, quá là đỉnh luôn, từ vì cái giá này rất là ưu đãi là nên nó mới có cái giá này nha anh chị nha. Đó thì 79 triệu giá thần tài luôn đó, anh chị mua con số rất đẹp luôn.
Rồi, anh chị quan tâm liên hệ nhé. Số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Mỹ Hiền, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Trời Lâm Đồng, trời nói chung toàn khu vực ngày nào cũng mưa vậy. Mưa ở đây thì nó không có to, nó bay bay thôi. Nhưng mà nó mưa cả ngày cũng ngán luôn. À, trời cũng đang mưa bay bay, lỡ lên video là lên cho xong luôn. Rồi anh chị quan tâm liên hệ nhé. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.